bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Dạ 1001. Có chuyện gì vậy? Ta đang học bài. Miễn làm phiền đi. Ồ, đang học bài. Vậy mà tin rượu đi chơi đi chứ. Đi chơi hả? Ừ. Đi đâu vậy? Thú vị không? Thú vị. Tây Hải á, ta nhận lệnh á đi công tác từ Thiên Lôi. Mà đi Tây Hải có nhiều món ăn ngon. Đặc biệt là có chợ đêm bán nhiều đồ độc và lạc đi không? Đây như là nghỉ mà. Nghe hấp dẫn quá vậy. Ừ. Mà nghe, đi Tây Hải á ngàn năm mới có một lần. Đặc biệt á, mình đi theo dạng mà đi công tác á, là mọi thứ ăn uống mua sắm đều được free. Mọi người biết free là gì không? Free là miễn phí đó. Sao mọi người hèn quá vậy? Lợi dụng chuyện công á hả? Để trục lợi cá nhân hả? Ngươi nói vậy tội ta. Ta đã nói rồi, ngàn năm mới có một lần, chứ đâu phải ngày nào ta cũng đi đâu. Thấy không? Mà ta đi á, ta cũng đâu có đi riêng ta. Ta rủ ngươi á. Cái này hưởng thụ là hưởng thụ từ trên xuống dưới nha. Thôi, ta không đi đâu, ta phải ở nhà học bài rồi. Ta phải cố gắng lấy được món bảo bối mà Thiên Lôi hứa cho ta. Bảo bối? Bảo bối gì vậy? Là gương định vị đó. Cái đó mà cũng gọi là bảo bối á. Người đúng là tiểu tiên. Ngươi đang học phép thuật thì trước sau gì ngươi cũng phải học phép thuật định vị. Thì lúc đó cái gương đó chỉ là cái gương mà thôi. Người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đối với người bây giờ, đó là bảo bối thì đúng rồi. Sao kỳ vậy? Thiên Lôi nói với ta như vậy mà. Nếu mà như ta, ta sẽ xin Thiên Lôi một bảo bối khác. Đó là gương nói thật. Gương nói thật? Ừ. Ngươi nghĩ thử đi. Trên đời này có biết bao nhiêu điều mà ngươi muốn biết sự thật. Khi mà có cái gương đó rồi thì tất cả mọi sự thật ngươi đều biết. Thấy không? Thích không? Thôi, mà không nói nhiều nhà ngươi nữa. Ta về chuẩn bị simi đi công tác đây. Đi công tác mà cũng chuẩn bị simi, làm như đi dạ tiệc không bằng. Nhưng mà nói như vậy á, gương định vị là tầm thường, gương nói thật mới là bảo bối. Nếu như ta có được gương nói thật thì... Cái gì vậy? 101 đang học rất là tốt đó. Tất nhiên rồi. Phàm là học bài kỹ lưỡng thì kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm cao. Đúng rồi, là do thầy nó dạy đó đó. Đúng rồi. Đúng rồi, thầy của nó mà. Chứ tôi không phải thầy nó sao? Ông có biết căn bản là gì không? Căn bản là làm cho học trò phải thích thú. Người thầy phải tận tâm thì học trò mới có tâm quyết để học. Nhưng mà nó là học trò của tôi, nhờ công giảng dạy khổ cực của tôi. Công cái gì mà công, lúc nào cũng nói tới việc dành công, tại sao lúc nào cũng ganh tị với tài năng và gian sắc của tôi vậy? Không có chuyện với ông. Không nói cái gì? Ông lâu thì thật tự để cho nhỏ làm bài. Làm gì mà la làng la sớm mày vậy? Coi lại đi, ai là người la? Tôi la lớn nhưng thiệt là hồ đồ mà. Dạ, bài học của tôi còn ở đây nữa nè. Con đọc bài ạ. Đưa ta coi. Được, được lắm. Ta dạy cho con hành văn, ai dạy cho con viết chữ xấu vậy? Tôi đó. Cái chữ này là tôi dạy nó đó.
coi lại chữ của ta đi. Đưa cái chữ của ông ta coi coi. Cái gì vậy? Cái chữ gì mà thấy phát gốm vậy? Đó mới là thư pháp chứ. Cái này mà là thư pháp. Đúng rồi. Cái này ở dưới trần gian người ta không gọi là thư. Mà là ung thư. Thôi, ta về cung để chấm bài cho con. Khi nào có kết quả ta sẽ gọi con qua. Dạ thái thượng lão quân. Còn ông nữa, đi về rèn chữ lại đi. Đừng có ganh tị với tao hoài vậy. Cái đồ chữ ung thư. Thiệt là tào lao. Đi cũng lộn đường á, làm sao mà dạy học đúng được. Thiệt tình. Nhưng mà Thiên Lâm viết cái gì vậy? Hỏi làm gì? Chừng nào dạy tới thì biết. Con đọc không ra. Đọc không ra thì bây giờ tao dạy cho. Đầu tiên cầm bút thư pháp là phải nhẹ nhàng, tập trung nguyên khí. Viết thư pháp thì phải hết sức tĩnh tâm. Ta sẽ chỉ con viết. Wow. Như vậy mới là học đó. Mà làm thử nha Thiên Lôi. Tại sẽ vẽ rồng vẽ đắng như vậy? Dạ con làm theo Thiên Lôi mà. Anh thiệt là thất vọng quá đi. Tập trung vô. Con đã xuất hiện lợi hại chứ không còn sắc mặt như xưa. Vậy hả? Vậy thì chúc mừng con. Bài tổng kết cuối năm con đậu rồi. Yeah. Vậy con xin phép đi nha thái thượng lão quân. Hy vọng là ông Thiên Lôi không dạy hư con thiên thần này. Cười cái gì nói đi hả? Thiên Lôi. Sao? Con đã đậu lý thuyết lẫn thực hành. Người giữ lời hứa với con đi. Có thể không vậy? Thiệt. Nếu mà như vậy thì yên tâm đi. Ta đã hứa rồi. Nói là một chuyện, làm là một chuyện. Thiên Lôi. Sao? Người cứ giỡn hoài à. Ta có giỡn với con đâu. Yên tâm đi. Ta đã hứa là phải làm mà. Hồ biến. Khoan. Cái gì nữa? Con đổi ý rồi, con muốn thay đổi món khác. Cái gì? Bảo bối của Thiên Định đâu phải muốn đổi là đổi đâu. Đã hứa cái nào thì đưa cái đó thôi chứ. Thiên Lôi, con muốn đổi món khác. Thôi được rồi, nhõng nhẽo quá đi. Bây giờ con muốn đổi món gì? Con muốn đổi gương nói thật. Gương nói thật là một bảo bối cực kỳ khó sử dụng. Con phải học rất là nhiều, không phải muốn là lấy được đâu. Thiên Lôi, người nói với con đó hả? Là gương định vị là bảo bối. Nếu như vậy á hả, thì gương nói thật cũng là bảo bối. Con đổi không được sao? Uổng công á hả, còn phải học biết là bao nhiêu. Qua chuyện này hả, chắc con phải suy nghĩ lại quá. Không lẽ vì cái chuyện này làm biến học là chết luôn á. Thôi được rồi. Được rồi. Nếu mà chịu thì ta sẽ đồng ý đổi cho con. Nhưng mà ta nói trước là gương bảo bối rất là khó sử dụng đó. Nó chỉ nhận chủ một lần và chia tay chủ một lần thôi. Không sao, không sao. Phải suy nghĩ cho thiệt kỹ đó. Con suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thôi được rồi, hô biến. Tay bên này nè. Cái này là gương nói thật hả Thiên Lôi? Đúng rồi, nó là gương coi mặt đó. Thiên Lôi, giỡn con hoài. Thì cũng là gương nói thật đó, không tin cho thử đi. Gương nói thật, Thiên Lôi đang nói thật hay nói giỡn vậy? Thiên Lôi nói thật đó. Thấy chưa, ta nói thiệt mà. Con cảm ơn Thiên Lôi.
Đúng rồi, nhưng mà ta phải chỉ con cách sử dụng đã. À, cái này rất là khó xài đó. Thôi không cần nữa Thiên Lôi. Ừ? Có gì á còn sẽ đọc sách thêm. Thôi con đi nha. Nè Ứng Thiên Thần 101. Thiệt là nhí nhảnh quá đi à. Hay à, coi như là mất một món bảo bối rồi. Khổ cho ta quá đi. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ